Thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, huyện Phú Lương đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn. Các tiềm lực khu vực phòng thủ được quan tâm xây dựng, trong đó công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được quan tâm. Đến nay toàn huyện đã thành lập được 15 trên 15 chi bộ quân sự xã. Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh thường xuyên được quan tâm. Huyện đã xây dựng được lực lượng thường trực, trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.